Top 30 áo mưa bộ chống thấm cao cấp Nhật Bản trên amazon.co.jp Nhật giống như ô hay ủng áo mưa là một vật dụng không thể thiếu trong những ngày mưa. Áo mưa tiện lợi để sử dụng đi học, đi làm hàng ngày hay tham gia các hoạt động ngoài trời như đi xe đạp, câu cá, cắm trại, lễ hội ngoài trời vv, vậy đâu là bộ áo mưa chất lượng chống thấm tốt? Bài viết hôm nay, shop Nhật Việt sẽ tổng hợp top 30 áo mưa bộ chống thấm cao cấp Nhật Bản trên Amazon. CO.jp Nhật mời các bạn cùng theo dõi nhé, áo mưa bộ Nhật Bản loại áo mưa cao cấp chống thấm nước đang được ưa chuộng nhất hiện nay với thiết kế cải tiến, siêu bền khó rách có thể sử dụng trong thời gian dài, đồng thời hội tụ những ưu điểm của các loại áo mưa khác các chỉ số quan trọng cần biết khi mua áo mưa cao cấp. Mưa nhẹ 300 đến 500 mm, mưa trung bình 2000 mm. Chấm, mưa rất lớn 10000 10 mm. Cấp độ bão, 20.000 mm, ví dụ, chỉ số chống thấm tiêu chuẩn của các loại ô thường là 250-500 mm, cách chọn áo mưa theo nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình bạn. Hoạt động ngắn hạn ở mức mưa trung bình, khoảng 2.000 mm trở lên. Công việc ngoài trời và tập thể dục trong thời tiết mưa, khoảng 5.000 mm trở lên. Trượt tuyết và chơi gôn, có mưa và tuyết trong một thời gian dài. 10.000 mm trở lên. Các hoạt động ở nơi khắc nghiệt như leo núi tuyết 20.000mm 20 trở lên, ưu điểm của áo mưa Nhật Bản, chất liệu vải polyester polyurethane laminate, độ kháng nước chống thấm 10.000mm 10 trên cm vuông. 20.000mm, 20 CM2 áo được ép keo đường may, có móc phần quang, màu sắc thường rất đa dạng, đen, trắng, xanh, đỏ, tím, vàng, xám, cam, kích thước phù hợp với cơ thể bạn. S, M, l, 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 N, 3 l 4 l áo mưa cao cấp Nhật Bản luôn được thiết kế hai lớp với lớp trong để ngăn chặn vi khuẩn gây mùi tiết ra từ mồ hôi cơ thể chúng ta, mang đến cảm giác thoải mái để bạn sử dụng. Bộ áo mưa được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Nhật với đường may cẩn thận và kỹ càng, thiết kế thời trang, màu sắc đẹp phù hợp với mọi người với thiết kế thông minh bạn có thể chỉnh sai để vừa người ở tay và cổ chân, với tiêu chuẩn cao của nhật áo mưa bộ Nhật Bản đảm bảo cho bạn trong thời tiết khắc nghiệt nhất của mưa, dễ di chuyển đi trong mưa, hay cho những công nhân làm ở công trường xây dựng, dấu lớn dấu lớn dấu lớn xem thêm, mua hộ đấu giá vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam bảo hiểm 100% hàng hóa, top 30 áo mưa bộ chống thấm cao cấp Nhật Bản trên Amazon co.jp nhật dấu lớn dấu lớn dấu lớn tham khảo ngay, mua quạt cầm tay nhật bản ở đâu, quạt mini cầm tay nhật bản cao cấp 2022 hà nội, thành phố hồ chí minh, mua áo mưa bộ chống thấm cao cấp nhật bản trên amazon.co.jp nhật ở đâu hàng đẹp giá tốt. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order bộ áo mưa bộ chống thấm cao cấp nhật bản từ nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất phẩy chấm, toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có bưu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng tốt, với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983-1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.